Hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, vừa qua Trường Trung học Cơ sở Xuân Sơn đã tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề Em là mầm non của Đảng. Tại chương trình ngoại khóa, các em đã thể hiện hiểu biết về Đảng, Bác Hồ kính yêu. Ngay sau kết thúc hội thi, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trường Trung học Cơ sở Dân Sơn đã trao giải cho các em hoàn thành xuất sắc phần thi, trao thưởng động viên cho 10 em học sinh tiêu biểu của nhà trường theo phương châm chúng em làm theo lời Bác. Đối với học sinh chúng em, với chủ đề là em là mầm non của Đảng, thì sẽ có lợi ích là chúng em sẽ biết thêm những ngày ra đời của Đảng, và chúng em sẽ biết nhiều hơn về lịch sử của dân tộc ta và ra đời như thế nào. Tôi thấy chương trình ngoại khóa Em là mầm non của Đảng là một chương trình rất là hay, rất là ý nghĩa và bổ ích, góp phần bồi dưỡng cho học sinh của chúng tôi tình yêu về Tổ quốc, để các em nhớ được công lao của Đảng mà Bác đã đem lại cho chúng ta ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì các em học sinh của chúng tôi tham gia rất là nhiệt tình. Nhân dịp này, Trường Trung học Cơ sở Xuân Sơn đã tổ chức khai trương tủ sách nuôi dưỡng tâm hồn thắp sáng ước mơ. Đây là tủ sách được nhà trường đầu tư công phu, có không gian thoáng mát sạch sẽ, có đầy đủ về mái che, bàn ghế và trang bị khoảng 150 đầu sách phong phú. Ngay trong buổi đầu khai trương, tủ sách đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các thầy cô giáo và các em học sinh với một tinh thần đam mê, hăng say và yêu thích.